Rồi, xin chào bên em mến kênh Bonsai VN, đến hẹn lại lên nha. Giới thiệu bên em cái cây si này. Cái cây si này tính từ mặt chậu lên cao đây nó khoảng 50. Tính từ ngang từ đây qua đây là 60 nha quý anh em. Cây si này nè, trái này quý anh em. Đặc điểm của cây si này là hàng của thằng Đài Loan nha, hàng nhập nha quý anh em. Nó không phải si của mình đâu, nên nó được gọi là si đồng tiền quý anh em. Tóc to nè. To, ôm đế đây nha quý anh em. Ôm đế hết nè. Để rễ ôm đế hết nè. Đây rễ ôm đế hết nha. Thì anh em nào nhu cầu vào giao dịch alo không? Số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Trái đó này, nó cứ khi mà kéo đọt thì nó sẽ kéo trái nha quý anh em. Đặc điểm của nó là vậy đó. Và khi trái nó thì bình thường nó màu xanh, rồi khi chín nó sẽ màu đen, đen thế này nè. Đó. Rất là dè nha quý anh em. Cái rất là dè rồi, lâu năm hết rồi. Để nó ôm nguyên cục đế luôn, mình chơi trong đất Nhật rồi. Thì anh em yêu cầu và giao lưu cái này alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987 không biết nè nha. Anh em cần cứ alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987 với nha. Giao lưu với anh em cây si đồng tiền này đặc biệt này, kẻo vườn có một cây thôi nha quý anh em, một cây thôi. Cây này rất là lâu năm rồi, quý anh em mình cần alo ha, hàng độc cho quý anh em sưu tập nha. Đấy, quý anh em sưu tập trái nè, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Anh em cần liên hệ với số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em.